lính nó có vô thì bà làm cái ám hiệu đi đặng ở đây thấy biết nó không. Rồi cái sáng ngày tôi đang lâu bu, tôi quét nhà, tôi dọn dẹp, tôi nấu cơm nước, thì ông hai cũng ở cửa sổ, cửa sau vách nhà là lá mà. Ông dòm ở sao cái ông thấy có cái ám hiệu của bà hai dần dắt á. Cái ông vô ông nói lính nó đi gần tới vậy, hôm sau bà hai bà có làm ám hiệu nè vậy không. Thế xong cái lần đó không nói, một lần nữa nó đi xuống đột xuất không ai hay hết. Ông Hai Thanh thì ổng ở ở trong sau, thì ổng thấy lính, ổng đi vô thấy Mỹ, lúc đó đi với Mỹ có thăm ngôn, ổng mới vừa chui xuống hầm rồi cái bắt đầu ông hai ổng lên tới cái ổng kêu ổng nói Mỹ tới cà bãi. Ông nói vậy, Mỹ tới cà bãi, đâu dám nói lớn, Mỹ tới cà bãi. Cái tôi mới chạy lên đằng trước, tôi chạy vòng xuống đằng sau, tôi thấy ông nội đèo còn phanh cái khăn dù còn ngủ nhà dưới. Trời ơi, tôi nắm đầu tôi quỳ, trời ơi ông nội, Mỹ tới giờ năm đang ngủ ông nội. Vừa đẩy ông đi vòng nha sao, vừa đẩy ông vô cái chẳng xê, vừa lọt vô cái chẳng xê thôi. Thì thằng Mỹ nó qua tới cái sân nhà trước tôi vào mà nó hên, nó không vô nhà. Chứ không phải nó quẹo, bữa nó vô nhà thì nó gặp rồi, nó nhảy nó đi quẹo qua bên nhà của ông bãi tôi. Cái tôi vừa đút ông đèo nội đèo tôi vô tới trong cái hầm, vừa vô cái miệng chẳng xê xong rồi. Ra trước hỏi bà, Mỹ ở đâu mà ông hai, ông nói chứ nào đi kìa. Mà bị ba đứng ngoài sân á, nó đi mà không phải đi mình nghỉ đâu, có thông ngôn mà, có thông dịch chứ không phải không có. Mà sao nó không quẹo vô nhà mình mà nó đi lại quẹo ngược trở qua nhà ông bảy mốt. Tôi nói kỳ đó là tôi cũng hú hồn chết hai lần nha. Một lần thằng đèo ra chiêu hồi, một lần lính nó Mỹ nó đi đột xuất thì thằng đèo nó còn ngủ ở cái giường, nó ngủ nhà dưới mà cái hầm thì ở nhà trên. Trời đất ơi trời, tôi chừng ra chứ hỏi ba Mỹ đâu mà ông hai nói vậy ba, có thằng nào đi đó. Trời đất ơi, hú hồn hú vía luôn. Thế tôi nói giờ cuối cùng á, tới khi mà thằng đèo ra chiêu hồi rồi, thời gian sau mà nghe tin thằng đèo mà chết, bị bắn chết tân tốt vậy là lúc đó nó hơi ổn định lại đó. Chứ còn lúc trước thôi, nó chỉ nó bắt tùm lum tà la. Rồi xong, một cái thằng đó ra chiêu hồi, nó chỉ, biết nó chỉ tôi gì không? Mai đồ cho nó. Mà thật sự đúng, nó nói mai đồ nó thiệt, mà nó lấy mấy con cái, nó lấy con cái quần quần áo nó chưa lấy. Xong cái tôi nói tôi không có mai, tại nó nói vậy chứ tôi không có mai. Cái bữa đó nó hâm he tôi làm quá đi. Cái bữa tôi cũng có chị Tư nữa, chị Tư chỉ nói mình đó giờ mới bị bắt lần đầu tiên, mình nhỏ mà biết con mẹ gì. Tao nói mày nha, mày nói một lời thôi nha, mày nói một lần một hai hai, mày không có nói lần thứ hai nó quýnh mày chết luôn. Mày nói một lần một thôi, mày nói không có là không có, chứ mày lát mà nó có lát mày nó không, nó quýnh mày chết nha mày. Có chị Tư thương nói ngay cũng tội nghiệp, có chị Tư thương bà chỉ chứ thôi, ông nội cha biết mẹ gì mới bị bắt lần đầu. Nhãi bị bắt lần đó có má tôi nữa, mà động trời không, hai mẹ con. Cái vô nó khảo cái xong cái nó nhảy nó khai hỏi má tôi nữa. Rồi gặp bên nó đem mình lên trên cái phòng tối và điều tra, nó hỏi xong cái nó đem bà già mình lên nó hỏi nữa. Nó hỏi mình biết thằng Điệp không? Tôi nói tôi không biết bà Điệp nào. Nó nói bà Điệp bồ mày mà mày nói mày không biết hả? Cái tôi nói trời đất ơi, tôi không biết ai hết á. Cái hỏi má tôi chứ. Thằng Điệp lớn nhỏ bà. Nó bà lớn vậy không? Bằng thằng này không? Bằng thằng kia không? Rồi má tôi bà sợ quá, bà ngồi bà ngó lên cái tôi cũng sợ trong bụng nhà, bà nói chỉ bằng thằng này cái chắc chết mẹ quá. Cái bà dòm lên dòm qua rồi nói tôi đâu có biết ai đâu, bằng đêm bằng hôm nó vô tôi đâu biết ai đâu, bà cỡ ai đâu có biết. Rồi xong cái tới chừng lát hầu nó đã đợi nó khai mình đã không được, cái nó hỏi cái thằng Tư nó ra nó nói tôi mai đồ nó, cái nó đợi lợi nó đấu trách chứ bộ, đấu trách với mình chứ bộ. Cái nó kẹp tôi lại, cái nó hỏi mà nó ở đằng xa bà đi thêm bà cũng gói đá nè, bà đá hụt. Cái nó nói tôi mai đồ, tôi nói tôi không có mai. Cái nó nói cái nó làm dữ, cứ nó quýnh tôi hoài á. Cái tôi mới nói bây giờ mấy ông nói vậy nói chứ đã, tôi nói tôi không có mai, tôi không có biết mai. Mấy ông vô nhà tôi thấy tôi có mai giá gì không mà mấy ông nói tôi mai. Giờ bây giờ mấy ông không tin tôi thôi, chứ giờ mấy ông quýnh tôi hoài giờ cũng vậy à. Còn không mấy thôi mấy ông cho tôi dừng đạn ra cái cầu hồi đó, nhớ chỗ đó nó có cái cầu, nó có cái ao có cái ao sen thôi. Vậy mấy ông cho tôi dừng đạn ra đó bắn cho tôi chết mẹ cho dầu đi, chứ dầu quýnh tôi hoài tôi cũng có nhiều vậy chứ không biết gì đâu. Tôi nói cái thằng ghen cứ dối nó nói mai tôi cá tôi lại rồi lấy gì tôi dối cái giò tôi đá, mà tôi đá có được đâu, có tới nó đâu đá. Rồi không không nữa, cái nó đang ngồi vậy nè, đang ngồi cái ghế vậy, cái nó biểu con chó, con chó bạc dê của nó nuôi mà ai biết, mà nó khôn ai biết được. Nó đang mình đang ngồi vậy nè, cái nó biểu con chó mày lại mày cắn nó cho tao. Nó vừa nói một cái vừa đi tôi bay lên cái giường nó tôi ngồi liền.
Thiệt. Chó bạc dê cắn hả? À, nó cho nó kêu con chó bạc dê nó chỉ mày lại mày cắn nó cho tao. Cái tôi quản hồn, cái tôi bay lên cái giường nó, tôi đứng sừng sững ở trên cái giường, tại vì chỗ phòng nó có cái giường. Cái tôi mới nhảy lên nó, tôi đứng cái nó nói: "Đúng mẹ mày nhảy lên giường." Vậy chứ tự nhiên bị con chó cắn tôi không sợ, tôi không nhảy vô được. Dạ. Rồi xong cái nó kẹp điện nó lỗ tai. Trời đất ơi, bà nội đó giờ biết gì. Má nó giật thiếu đường lợn mất. Trời đất ơi. Rồi xong cái bắt đầu nó giật tôi lần đầu phải không? Nó kẹp, nó giật tôi lần đầu, lần sau cái nó kẹp nữa cái có thằng lính nó đứng gần đó. Ngoéo cái giò nó lại luôn, tôi ôm cái giò nó cứ ngắt tôi không buông. Cái nó nói mày buông cái giò ra. Không buông, nào mấy ông mương mở gỡ điện ra buông, không gỡ điện tôi không buông. Ờ mà sao lúc đó tôi nghĩ tôi đâu biết mẹ đâu vậy bãi. Tôi ôm đại cái giò nó hả? Tại nó đứng gần đó, giờ thành thử nó còng cái tay mình không méo lại rồi ôm mẹ nó có biết ai đâu. Mắt tôi nhớ lúc đó hả, thiếu đường mình tưởng đâu mắt nó lồi ra luôn, nó kẹp điện ở lỗ tai nè, cái nó nhí điện á. Cái tôi mới nói, cái nó nói sao mày ôm vợ tôi, ba muốn ôm mà mở dây điện ra đi ôm, tôi không mở, tôi không buông, tôi ôm hoài chừng nào mở tôi mới buông. Cuối cùng nó phải mở ra. Còn nhỏ quá. Rồi. Đợt đó là năm 73. Tới qua tới năm tới 30 tháng 4 năm 75 phải không? Là đầu tháng đầu nào đầu đầu đầu, đầu tháng 1 tháng 2 đó. Tháng 3 chứ. Ừ, đầu tháng 3 tôi bị ép. Tôi với ba tôi đi chợ. Là gửi mua đồ thôi chứ không gì, đi không phải đi chợ xe chợ điểm nữa chị ba, mà đi xe Long Thượng. Đi xuống bờ Đắp Mới, về bên ông nội tôi bỏ cái máy tàu đó, tính mua đồ về tới đó lấy máy tàu chở về nhà. Hai cha con đi lại bờ Đắp Mới đón xe. Đón xe Long Thượng đi, đi lên tới nhà chỗ mũi tàu á. Lúc đó cảnh sát nó đón nó hai xét xe á. Lúc đó có nữ có nam có. Đi tới đó lên đón xe lên kêu ba tôi với tôi xuống. Thì chiêu hồi nó chỉ đâu có biết. Cái đi xuống cho nó xét đã đời, cái bên ba tôi thì mấy đàn ông, còn bên tôi thì mấy con bà nữ. Xét mà trong mình đâu có cái gì. Giờ tưởng sao thả về bắt đưa thuốc vô trong tổng nhà. Rồi đưa vô đó ở luôn đó, cuối cùng lên đó là dắt tối đêm đó cái thằng hai gì. Hai gì anh Tư Hậu vậy, Tư Hậu biết nè. Như 25 hai gì á, nói ra anh chiều hồi. Lâm. À Lâm gì đó là anh Tư Hậu ấy, mà giờ dường như nó còn sống á. Gì sống chết ngắt tám rồi dường. Đâu kỳ nào mà anh Tư anh nói còn mà ta. Còn Lâm chết ngắt. Anh Tư anh biết đó. Lâm á. Con năm cắt cổ. Không phải. Thằng này không phải, thằng gì hay gì đây nè, anh Tư Hậu anh nói nè. Cái xong nó tới chừng khuya cái nó điều tra tôi. Chồng của con Ba Sang chứ ai. Không, vậy không phải 25 đó, không phải Lâm đó. Minh. Cái không phải. Cái nó nói nhà mày hả? Nhà mày ở dưới mé sông, cách cái bến vô nhà của Tư Mãn. Tư Mãn ở đầu trong, mày ở đầu ngoài. Nó nói y chang luôn ha. Mày hả? Mày á là bồ của thằng Ba Điệp. Tôi nói tôi không có bồ ai giáo trơn á. Mày ha, mày ở đầu ngoài, còn nhà Tư Mãn ở đầu trong. Mày nói mày không phải bồ của thằng Ba Điệp hả? Tôi nói không, tôi không có biết thằng đó là thằng nào ở giáo trơn á. Mày may đồ, mày đạt cái thằng quỷ thằng 25. Nó lên tiếng nó nói mà. Nhưng mà thật sự nó bịt mắt mình, đâu có thấy mặt nó đâu. Là lúc ở tổng nhà đó, cuối cùng nó quýnh mình. Nó tra điện, nó đổ nước xà bông. Thấy ông cố nội có biết mẹ gì đâu mà chỉ mà khai. Đổ mà nuốt không? Nuốt cái gì? Rượu mẹ chắc cũng phải có nuốt một hai miếng cho sao khỏi. Cán mà mày không nuốt ngọt thở. Đúng thở. Cái phun lại mặt đó. Bị bắt hai cha con, lần trước thì hai mẹ con, lần sau thì hai cha con. Cuối cùng vô đó nó nhốt cho nó điều tra giống cả tới giải phóng luôn. Rồi mở cửa khám đi về chứ đâu có thả có gì. Mà cuối cùng giờ làm giấy tù không được gì hết trơn á. Giờ hầm mình á, thì giờ khai thì không ai chấp nhận. Mà làm giấy tù á thì bây giờ lên á, thì chỉ có lên trên tòa bộ công an lục cái giấy ở tù, lên tổng nha lục. Chỉ có cái giấy tù của Bình Chánh thôi, mà cái giấy tù của tổng nha thì không có. Mà đi lên hai lần như vậy mà lên chảnh thì lục cái giấy căn cước ngày xưa đó. Lấy cái giấy căn cước ngày xưa có, tôi đi lục hết rồi là nó chụp lại cho tôi, photo lại cho tôi cái giấy căn cước, cái giấy lăn tay cũ ngày xưa tôi lấy về có hết rồi. Mà bây giờ làm tù không được. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai nữa,
khai kêu là làm hầm thì khai, khai cuối cùng giờ cái người đó còn sống không? Giờ tính nghĩ ra tu nay gần 70 tuổi thì cái anh đó bây giờ nhiêu tuổi mà còn sống, mà cuối cùng anh Tư Sơn chết năm đó năm 72 hay 71 gì chị ba? À, anh bị chết, bị bắn chết ngay đình là năm 71 đó. Giờ lấy đâu mà giờ ổng chứng nhận cho tôi mà tôi cho tôi được hưởng. Bây giờ cuối cùng ha, thứ nhất cha con đào hầm đã đời nuôi giống cả năm trời, ba người luôn á, cơm nước rồi nhà lo hết, mấy ông đó tiền bạc đâu, thành thử chỉ có mình cơm nước mình cho mấy ông ăn, nuôi cho mấy ông ăn thôi. Giờ bây giờ cuối cùng ha, kiếm mấy người đó xác nhận mới được, chứ cái người biết ký không được, vậy thôi thôi khỏi làm, thôi đừng làm khỏi mất công. Từ từ để sau đi. À, thôi vậy khỏi mất công. Nãy giờ cuối cùng hồi đó cái cụm đó là mình biết là có nhiều người có hầm lắm. Hầm không đó. Nhà thím Tư Ninh Hai Lùng có nè, nhà bà Năm Lầu có nè, nhà của bà Sáu Cáo có, ở nhà bác hai bà Sáu Lục có nè, chị Hai Hợp á. Nhà ông hai Hiền có nè, nhà tôi có nè, nhà bà Mười Thàng có nè, nhà bà Mười Lắm có nè. Đó là theo tôi biết cái cụm đó là nhiêu đó đó, còn ai nữa thì tôi không biết. Không, nhà vợ nhỏ của bà Ba Liên bên đó thì tôi không biết, trên đó tại mình không có đâu. Thì cái đó tại vì chồng con người ta chứa thì mình không biết thật sự, nhưng mà cái cơ sở mà chứa là biết nhiêu đó đó. Mà giờ biểu nếu cô làm nhà cô có hầm là phải cái người đó còn sống. Tôi lên tới sở thương binh thành phố tôi hỏi luôn á. Mà cuối cùng á, chừng nào cái người mà ở hầm cô còn sống ký mới được, chứ người khác ký không được, xác nhận không được, vậy thôi khỏi làm, khỏi làm. Sở trả lời. Ở sở về kêu về huyện, về ở thương binh xã hội của huyện trả lời á, là mấy cái cô ở dưới làm á, tôi mới hỏi thì nó trả lời là chừng nào nhà cô có hầm mà cái người còn sống ở hầm cô ký mới được, chứ còn cái người xác nhận được thì đây là bên thương binh xã hội ở này kia nọ, giờ ta đều biết hết. Giờ nói vậy thì thôi mình chịu thua, tôi nói thôi được thì làm được thôi chứ giờ. Mà cuối cùng á, hai cha con bị bắt ở tù cùng chung một ngày, về một lượt. Mà khi đi lục giấy ở tù thì ông già có, ông già ở tổng nhà thì có, còn tôi tổng nhà không có mà lại có bình chánh. Mà bây giờ giải quyết bình chánh thì không giải quyết, giải quyết ở tổng nhà thì giấy của bình chánh về thì không giải quyết. Vô đây nè em. Vậy đó. Vô trong nhà nè Tám ơi. Bé cỡ đi mẹ. Em chào mấy chị mấy anh có mặt ngày hôm nay. Em mà bắt đầu em biết được cuộc cách mạng kháng chiến là em 13 tuổi. Em thấy các chú các anh mà lặn lội để đi tải đạn để về chiến trường của miền Nam mình đánh lên thành phố đó. Em mê đi lắm luôn, em 13 tuổi em mê lắm luôn. Em xin các chú ơi cho em cháu, rồi cho cháu với em đi tham gia với. Các anh các chú nói con còn nhỏ bé quá mà đi đâu. Cái em mới nói rằng tại em thích, sở thích của em bây giờ em hiểu biết được cách mạng rồi, em thích lắm. Em mê đi tải đạn cùng các chú các anh để em giúp một việc nho nhỏ cùng với các chú các anh để ngày hòa bình. Em mê ngày đó lắm. Cái một hôm nọ xin hoài các chú các anh mới nói rằng bé quá mà đi đâu, để mai mốt cho bé làm việc nhỏ hơn. Em mới nói cũng được nữa, cũng thích nữa, yêu cầu có tham gia là được rồi. Lúc đó em 13 tuổi, em học lớp 3 mà em vừa mang cái cặp tớp đi, vừa là 12 cái gió mùng để gió tép bò ở trong cái cây mà cây trúc như vậy đó chị. Em mới 2 mét thông hết ha, đường ống trúc là thông hết, tất cả thơ liên lạc đều là nằm trong cái cây đó. Em mới bọc đầu lại em đi gió. Cái một ngày hôm nọ từ xã này em qua xã kia để mà mình liên lạc giao bằng thơ. Từ cái ngày hôm đó em đi ra, em đi ra cái gặp cái đoàn quân của nó, của giặc á, nó đi hành quân, nó mới thấy em đang lum khum mà thải cái gió mùng xuống để gió tép bò, nó mới dừng chân lại, nó dòm, nó mới lấy cái cây của em mà dở gió là trong đó là bao nhiêu thơ từ trong đó. Cái em mới nói chú ơi,
Cháu đi học trễ giờ không tiền đi học mà mẹ bắt phải đi gió để bán tép kiếm tiền đi học. Bây giờ cặp tốt còn đây mà giờ 9 giờ rồi, trễ học rồi. Thôi chú ơi, mấy ôm, chú ơi cho con tiền 500 đồng. Con mua tép về, đặng con bỏ trong cái đục về mẹ không ra. Để mẹ nói ngày hôm nay đi chơi vừa là không học, mà vừa lại không có tép, tất nhiên là đi chơi chứ không học mà lại không gió được kiếm tiền. Cái từ chỗ đó em làm được việc nho nhỏ cùng góp công góp sức, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cùng chung được các chú các anh ban cho được công việc nhỏ, em rất là mừng phấn khởi. Từ đó đến sau cùng em đi là làm những cái hơn, những cái khó khăn hơn em cũng phải cố gắng, tự vì em yêu thích cách mạng, thành ra cái khả năng của em nó mê thích, em không sợ chết, em không sợ tù đài, mà em quyết tâm để chung cùng với các chú các anh lớp lớn đàn anh đàn chú để mà chiến đấu cho thành công đến ngày hòa bình. Đó, đến ngày hòa bình rồi thì em cũng được một việc nhỏ phụ giúp các chú các anh đến ngày hòa bình rồi. Em xin nghỉ hết tất cả mọi giao lại cho các chú các anh, còn lại để làm nhiệm vụ sau này em quay về để lo mẹ già và bà ngoại già bị các cậu đi kháng chiến hết rồi. Đó, em sở thích em nhiều đó. Có ai đến vận động thuyết phục bác không? Dạ. Là vận động mình đi theo cách mạng ấy có hay là đấy chỉ là mình? Đầu tiên là em mê thích em xin, nhưng các chú các anh bảo em là còn bé. Nhưng sau cùng giàu còn bé làm việc nặng không được, mới em xin việc nhẹ. Và từ cái chỗ việc nhẹ em xin lên cái việc khó hơn mà em vẫn thích, vẫn không sợ chết mà vẫn không sợ tù. Nhưng nhìn các anh các chị trước đi tù em đau lòng, em càng phấn khởi hơn nữa, em càng quyết tâm hơn nữa. Và các anh á từ miền Bắc vào miền Nam hy sinh, em rất đau lòng, rất là rơi lệ, em càng không sợ chết nữa, em càng quyết tâm hơn nữa. Rồi anh Bằng, anh Bằng chiến trường sao, anh Bằng vô đây sống như này cô bác tụi em là thế nào? Bây giờ cũng xin thưa có tất cả các chị, các em, anh, thì nhân dịp này có một cái ngày để mấy chị ở trên báo chí hoặc đài nào đó thì cái chuyện đó mình cũng không cần làm rõ lắm, để đây để mà cũng thăm hỏi, đồng thời để hiểu biết những cái gì mà các chị, các anh và chúng tôi ở đây làm cách mạng. Thế thì nói chung thì nói về cái hoạt động cách mạng ấy, thì để chống Mỹ cứu nước ấy, thì phải nói là cái xã Tân Nhật nói chung và Bình Chánh nữa là phải nói là hết sức là không còn gì để mà tô thắm thêm được nữa. Xã Anh Hùng và trên anh hùng nữa thì đó là một cái mà tôi hiểu. Cái thứ hai đứng về tôi thì là người miền Bắc đi bộ đội vào đây ngay từ ở ngoài Bắc vào trực tiếp xuống ở chiến trường ở đây mà ở tại khu vực này, từng con kênh, từng cái rạch, từng cái bụi dừa đó, là thông hiểu hết. Đấy là cái gì. Thế còn cách mạng thành công thì phải nói là đối với các chị, các anh và nhân dân xã Tân Nhật này thì là một cái công vô cùng lớn, đóng góp cũng như các chị đã nói từ nãy giờ thì người việc này người việc kia, cái nhỏ cái lớn đó, ở nhà chứ cũng hoặc là đi giao liên hoặc là thoát ly đều là có một hướng về cách mạng để giải phóng miền Nam. Đấy, thì đó là một cái ý tưởng, một cái lý tưởng vô cùng cao quý. Thế còn đối với các chị các anh ở Tân Nhật này thì đứng về từ tôi là những người bộ đội ở miền Bắc vào đây sống ở đây và chiến đấu ở đây, thì nói thật nếu như chúng tôi vào đây không có các chị các anh hoặc các mẹ ở đây thì chúng tôi không thể tồn tại được. Mà nếu không có các mẹ các chị các anh hoặc là nói rộng hơn nữa là không có nhân dân thì không, cách mạng cũng khó mà thành công. Cho nên cái công ơn này và một cái ý tưởng rất là lớn. Và từ
hồi còn chiến tranh sau hòa bình thì luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng tôn trọng và cũng hướng về là quê hương Tân Nhật, những cái nơi mà chúng tôi đã nuôi nấng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, đùm bọc chúng tôi để mà đi làm cách mạng và hoàn thành những cái nhiệm vụ của người quân nhân. Thì cũng nhân dịp này thì cũng chưa có một dịp nào để nói lên cái tấm lòng đó, và cũng thể hiện bằng cái tình cảm thôi. Nhưng nhân đây thì cũng riêng cá nhân tôi và những đồng đội còn sống ở đây, hoặc những anh đã về ngoài kia, thì cũng hết sức biết ơn và chân thành cảm ơn cái tấm lòng của các chị, các mẹ, các anh ở trong cái xã Anh Hùng Tân Nhật này. Thế một lần cuối thì cũng xin chúc các mẹ, các chị và các anh mạnh khỏe và trường thọ, để rồi hưởng thụ những năm tháng hòa bình và hưởng thụ những cái thành quả của đất nước sau những ngày đổi mới. Xin hết. Em có trao đổi với Bắc Miền, được biết là có một cái trận đánh rất là hay, như lúc nãy các bác gái kể chuyện đó, là đánh hay lắm hả? Giống không? Đánh hay lắm. Có một cái trận mà Bắc Miền kể, đó là cái trận gọi là đánh đồn diệt viện. Thì trong đấy mà người gọi viện, gọi giả viện, nhưng mà nó viện thật để đánh ấy, chính là anh. Dạ đúng. Vâng, em muốn anh kể lại cái câu chuyện, cái trận đánh đấy. Dạ. Thì cũng để mà nói lại cái một cái trận đánh mà ở đây nó có một ý nghĩa rất lớn, là chính cái trận đó đã tiêu diệt và bắn chết Trung tá Nguyễn Đức Thuận, là chi trưởng quân sự của chi khu Bình Chánh, quân trưởng đấy. Thế thì đầu tiên ấy, thì ở đây là bộ đội địa phương, trong đó lúc đó là đồng chí Ba Điệp là trực tiếp chỉ huy. Thì đơn vị chiến đấu thì có anh Chín Ngón, và trực tiếp là những người chiến sĩ đó thì đây có anh Miền và một số người đó, nhưng bây giờ không ở đây hoặc đã về ngoài kia. Thì lúc đó thì tôi là tư cách là một người là một trong quân báo, và trực tiếp là nghe điện đài, tức là nói cho rõ hơn là bây giờ là nghe lén ấy, chứ cũng không được có thể là nói chuyện với thằng địch được, mà hoàn toàn là nghe lén. Thế từ cái nghe lén đó thì biết được những cái có những cái là âm mưu, có những cái thí dụ như tối nay ngày mai hoặc trong tháng này cái địch nó hoạt động như thế nào, nó càn ở đâu, rồi thì nó phục kích ở đâu, để mà lên kế hoạch để chúng ta có những cái đối phó. Thì đấy là cái nhất. Thế còn riêng cái trận đánh đó thì thực tế là hôm đó là đánh đồn ấp 3 Tân Nhật đó. Cái chính là đánh cái đồn ấp 3 Tân Nhật. Thế sau khi đánh mà ta đã chiếm được cái đồn ấp 3 Tân Nhật rồi ấy, thì trong khi nó bị thất thủ hoàn toàn thì có điện trực tiếp cho cái chi khu quân sự Bình Chánh ấy, nó vào tiếp viện. Thì khi vào tiếp viện thì cũng đã có những cái kế hoạch tính trước, tức là đưa một cái đơn vị ra phục kích, là cái đường vô nó chỉ có đường độc đạo từ ngoài chi khu quân sự Bình Chánh vào, là đi qua cầu Hùng Thòng đó, thì phục kích ở đó. Thì đây có là anh Miền là trực tiếp là cái người mà mang cái cây B-41 mà cùng trong cái tổ phục kích ở đó. Thế sau khi mà được cái trong đồn ấp 3 nó kêu tuyết viện rồi á, thì thằng chi khu trưởng á là nó trực tiếp chỉ huy đưa một đơn vị gồm cũng có cả băng ba rồi thì lính đi trên hai xe RMG và một xe dép đi trước. Thì sau khi đi vào vào thế đó rồi thì nó cũng chỉ nghĩ là vào để mà tiếp viện cho đồn ấp 3 không, nhưng mà khi vào tới thì nó đã lọt vào cái tổ phục kích của bộ đội đó. Thế thì vào dưới đó thì là anh em nổ súng và bắn, thì anh Miền là cái người mà bắn cái trái B-41 vào cái ngay xe của thằng chỉ huy là xe Trung tá Nguyễn Đức Thuận. Thì sau khi đó thì nói chung là chúng ta cái trận đó thì nói tóm lại là chúng ta hoàn toàn thắng, một là chiếm được đồn ấp 3,
hai là tiêu diệt được cái sinh lực địch khi nó vào tiếp quyện, và trong đó có một chỉ huy. Thì sau khi mà đánh được cái đồn lớp 3 và tiêu diệt cái bộ phận lính tiếp viện này rồi, thì là tất cả anh em là trở về trong Tân Hồ Đại Thạnh, tức là thuộc xã Tân Túc bây giờ đó, thì được bà con rồi thì cô dì chú bác là rất là mừng. Một là mừng chiến thắng và mang tất cả những cái đồ ăn thức uống, những cái gì mà để mà chúc mừng cho bộ đội, thì là đã có một cái chiến thắng vẻ vang. Thì cũng xin nói ngắn gọn như vậy. Vâng, cảm ơn anh.